sách xuất Ai Cập ký, làm gạch không rương. Sau đó, Môi-se và A-rôn yết kiến Pharaon và thưa Chúa: Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: Hãy để dân ta đi, để họ có thể thờ phượng ta trong sa mạc. Pharaon hỏi ông: Chúa là ai mà ta phải vâng lời để cho Israel ra đi? Ta chẳng biết Chúa là ai, và cũng chẳng cho dân Israel đi đâu. Môi-se và A-rôn thưa: Đức Chúa Trời của người Hebrew đã viếng thăm chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để dâng tế lễ cho Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nếu không, Ngài sẽ dùng hạch dịch và gươm dao hình phạt chúng tôi. Tuy nhiên Pharaon trả lời: Môi-se và A-rôn, tại sao ông làm cho họ ngưng công việc như vậy? Về làm việc đi. Vừa nói tiếp: Dân số trong xứ đã lên rất cao, mà mấy ông lại xui cho họ bỏ bê công việc. Ngay hôm sau, Pharaon ban lệnh này cho các cai nô và đốc công: Đừng cấp rơm cho dân làm gạch như trước nữa, để chúng tự đi kiếm rơm lấy, nhưng vẫn bắt chúng phải làm đủ số lượng gạch như trước, chứ không được giảm bớt mức sản xuất, để chúng đừng để ý đến những lời dối trá. Các cai nô và đốc công đi ra nói với dân rằng: Đây là lệnh của Pharaoh, ta sẽ không cấp rơm như trước nữa. Mỗi người phải tự đi kiếm rơm, ở đâu thì đi, nhưng không được giảm bớt mức sản xuất. Dân chúng phân tán ra đi khắp Ai Cập để kiếm rạ thay cho rơm. Các cai nô cứ đốc thúc mỗi ngày phải làm cho xong phần việc như khi được cấp rơm vậy. Các trưởng toán người Israel do các cai nô chỉ định bị họ đánh đập và hạch sách: Sao hôm qua và hôm nay các ngươi không sản xuất đúng mức ấn định như trước? Các trưởng toán người Israel đến kêu van với Pharaon: Sao bệ hạ đối xử với các tôi tớ bệ hạ như vậy? Chúng tôi không được cấp rơm, nhưng vẫn cứ nhận được lệnh làm gạch đi. Tôi tớ của bệ hạ bị đánh đập, nhưng lỗi là lỗi của dân bệ hạ. Pharaon đáp: Làm biếng, các anh là bọn làm biếng. Vì vậy mà các anh cứ đòi xin cho chúng tôi đi dâng tế lễ cho Chúa. Trở về làm việc đi. Chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ. Các trưởng toán dân Israel rất bối rối khi nghe câu chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ. Khi lui ra khỏi cung vua, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đứng chờ họ, nên nói rằng: Xin Chúa xem xét và xử đoán hai ông. Hai ông đã làm chúng tôi thành một vật hôi hám trước mặt Pharaon và quần thần, và hai ông đã đưa lưỡi gươm cho họ giết chúng tôi. Môi-se trở về với Chúa và thưa: Lạy Chúa, sao Chúa lại mang họa đến cho dân này? Chúa sai con đến với họ là vì mục đích ấy sao? Từ lúc con đến với Pharaon để nhân danh Chúa mà nói thì vua càng ngược đãi dân này, nhưng Chúa lại chẳng giải cứu họ.